Khi tắt thở mà còn sân hận. Câu hỏi của Liễu Đức hỏi: Kính thưa thầy, mẹ con mất ngày 19 tháng 4 năm 1998 tại bệnh viện. Con đã mang mẹ con về sau khi tắt thở. Con ân hận nếu mẹ con sân lên mà bị rơi vào sáu nẻo luân hồi, con phải làm gì để mẹ con thoát khổ? Xin thầy từ bi giảng dạy cho con hiểu sai đúng chỗ nào. Đáp: Như trong kinh Nhập Tức Xúc Tức Phật dạy, hơi thở là thân, là thọ, là tâm, là pháp. Vậy khi hơi tắt tức là hơi thở dừng, dừng tức là hơi thở diệt, hơi thở diệt tức thân diệt tức chết. Hơi thở tắt tức hơi thở diệt thì thân diệt thì tâm diệt thì pháp diệt thì thọ diệt. Ở đây con lưu ý, mẹ con đã tắt thở trong bệnh viện, con mang về nhà, lúc bấy giờ mẹ con chết toàn bộ thân thọ tâm pháp đều diệt, tâm đã diệt. Lấy cái gì mẹ con biết đau mà sanh tâm sân hận để đọa vào sáu nẻo luân hồi? Vả lại thọ cũng diệt, thì lấy cái gì gọi là đau? Như vậy, trong kinh phát triển dày không đúng và còn vô lý, không hợp khoa học, thiếu logic, khiến người không rõ Phật pháp sanh tâm dao động và hối hận đau khổ đối với những người thân. Con ước muốn mẹ con thoát khổ khi bà đã chết và đã tái sanh nơi khác rồi, hoặc làm chúng sanh hoặc làm người, duy chỉ có điều thiết thực mà không bị kẻ khác lường gạt gây mê tín lạc hậu, thì con nên xin ấn tống kinh Thập Thiện Đạo Đức Nhân Quả, Đạo Đức Giải Thoát, Đạo Đức Không Làm Khổ Mình Khổ Người, Bài Học Ngàn Vàng, Hành Thập Thiện Tứ Vô Lượng Tâm. Khi thỉnh những loại kinh trên 80 cuốn hoặc 100 cuốn thì con gửi cho bà con, anh em, chị em, bạn bè, thân hữu trong ngày làm tuần, ngày giỗ cha mẹ, và thành tâm hồi hướng cho cha mẹ hay những người thân yêu của mình đã qua cố. Trong kiếp tái sinh, họ sẽ được đọc những loại kinh sách này thì tâm họ sẽ được khai ngộ thiện ác, sống một đời sống đạo đức, nhân bản nhân quả, không làm khổ mình khổ người và khổ tất cả chúng sanh, thì cuộc sống ấy tức là niết bàn tại thế. Hành động ấn tống kinh như vậy là lòng hiếu thảo, không có sự hiếu thảo nào hơn được. Vừa giúp xã hội có đạo đức, vừa tỏ được lòng hiếu thảo của một người con hiếu, vừa chứng tỏ là một người đệ tử cư sĩ của Phật chân chánh, không gây hoang mang, dao động, mê tín cho kẻ khác. Trong thế gian hiện giờ, có biết bao pháp môn mê tín dị đoan, phi đạo đức, gây hoang mang, dao động, sợ hãi cho mọi người. Vậy các con là đệ tử của Phật phải sáng suốt, đừng nghe theo tà giáo ngoại đạo, tự làm khổ mình, khổ người. Ý thức câu hỏi của Diệu Thành Mở Ngọt Minh Cảnh Đóng Ngọt hỏi: Kính mong thầy từ bi chỉ dạy cho con được rõ. Nhà khoa học cho rằng thân con người nhờ bộ não điều khiển hoạt động. Một em bé lấy đồ chơi ra chơi rồi xếp trở lại, khoa học cho đó là bộ não điều khiển, chứ em bé không biết gì. Đáp: Não bộ của con người là ý căn, ý căn hoạt động sinh ra ý thức. Khoa học bảo rằng bộ não điều khiển chứ em không biết là sai. Bộ não mở ngọt ý căn, đóng ngọt hoạt động sinh ra ý thức, tức là em bé biết việc làm của em bé. Ý thức tức là sự hiểu biết của con người, nhưng ý thức chỉ là cái biết của thân chứ không phải cái biết của tưởng, của tâm. Cái biết của tưởng là khi chúng ta nằm ngủ chiêm bao. Cái biết của tâm là khi chúng ta nhập định tứ thiền và thực hiện tam minh. Ba cái biết này
đều do bộ não hoạt động. Khi thân hoạt động bình thường như mọi người, thì một số tế bào não bộ làm việc, còn các tế bào não bộ khác đều ngưng nghỉ. Khi chúng ta ngủ, các tế bào não ý thức làm việc bình thường, nó ngưng nghỉ nhường lại cho các tế bào não tưởng hoạt động tạo thành giấc mộng. Trong giấc mộng, chúng ta cũng nghe thấy biết, đó gọi là tưởng thức. Khi chúng ta nhập định tứ thiền, thì số tế bào não bộ tâm thức làm việc. Thì lúc bây giờ, các tế bào não ý thức và tưởng thức đều ngưng nghỉ, do đó chúng ta nhập định tịnh chỉ hơi thở mà không chết và thực hiện tam minh. Ý căn tức là não bộ. Não bộ rất quan trọng cho cuộc sống con người vì nó là bộ máy chỉ huy và điều khiển toàn thân tâm theo dục vọng. Ngược lại, người biết tu hành, biết sử dụng nó không theo dục vọng, lại càng được lợi ích và quan trọng hơn nhiều, tức là làm chủ được sự sống chết và chấm dứt sự tái sanh luân hồi, giải phóng được sự khổ đau, chấm dứt mọi phiền toái. Và lợi ích nhất là có một cuộc sống đạo đức không làm khổ mình khổ người. Tóm lại, người tu sĩ theo đạo Phật mà biết sử dụng bộ óc của mình, chủ động điều khiển hành động thân miệng ý, lúc nào cũng thể hiện trong thiện pháp, thì tâm sẽ được thanh tịnh hoàn toàn, ly dục, ly ác pháp. Nhờ đó mà nhập các loài định để đi đến chỗ làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi. Ngược lại, không biết sử dụng bộ óc để bộ óc tự động điều khiển theo tâm dục, thì muôn vàng ác pháp và khổ đau đưa đến cho mình và cho mọi người. Tâm linh, câu hỏi của Diệu Thành mở ngọt, minh cảnh đóng ngọt. Hỏi, kính thưa Thầy, khoa học chưa tìm ra tâm linh vi diệu của con người, chỉ biết con người do bộ não điều khiển, và còn biết một số tế bào não chưa làm việc, có phải vậy không thưa Thầy? Đáp, đúng vậy. Nếu khoa học nghiên cứu tìm cách đánh thức số tế bào não chưa hoạt động, để được hoạt động thì sẽ thấy được tâm linh vi diệu của con người hoạt động rất là siêu việt. Nói tâm linh, nhưng sự thật ra nó chẳng linh hiển gì cả. Chỉ vì nó hoạt động ở vị trí vô hạn nên không còn không gian và thời gian chi phối. Đó cũng là do tế bào não hoạt động điều khiển tạo ra những năng lực siêu việt kỳ lạ. Hiện giờ, tế bào não hoạt động trong trí hữu hạn mà chúng ta gọi là ý thức. Ý thức là sự hiểu biết bị hạn chế trong không gian và thời gian, nên con người sống không nhìn hiểu biết rõ sự vật, và các pháp thường lầm chấp sống với tưởng tri, nên cho thế giới hữu hình và vô hình là thật có. Vì thế mới đắm đuối dính mắc chạy theo cái bóng giả tạo này, cho mọi vật và mọi sự việc là đúng sai, phải trái, tốt xấu vân vân. Rồi sanh ra ham thích dính mắc, giận hờn, thương ghét, đau khổ, phiền não. Cũng chỉ vì tưởng tri cái thế giới này có thật, trong con người có cái vĩnh hằng. Cái vĩnh hằng đó được gọi nhiều tên khác nhau như linh hồn, Phật tánh, thể tánh, bản thể vạn hữu, nhất nguyên, tánh không, bát nhã ba la mật, chân không, chân như, thần thức, thần hồn, vân vân. Từ chỗ hiểu sai lầm đó mới sanh ra chấp ngã, do chấp ngã nên làm việc gì cũng tích lũy cho ngã. Thậm chí tu hành cũng tu cho ngã, tức là tu để kiến tánh thành Phật, tu để trở về nhất nguyên. Đó là một tư tưởng điên đạo mà đã truyền thừa từ khi con người có mặt trên hành tinh này. Và sự điên đảo tưởng tri này vẫn còn kế tiếp nhau mãi mãi. Mạc Na Thức và A Lại Gia Thức. Câu hỏi của Diệu Thành mở ngọt, minh cảnh đóng ngọt. Hỏi, kính thưa Thầy, Mạc Na Thức như người giữ kho,
A lại gia thức quý như cái kho chứa nhóm tất cả chủng tử thiện ác. Khi người chết, thân thọ tâm pháp đều hoại diệt, chỉ còn mạt na thức và A lại gia thức đi đầu thai, có phải vậy không thưa thầy? Đáp: đó là những danh từ trong kinh Duy Thức thuộc tạng kinh Phát Triển, để chỉ cho sự huân tập thành khối nghiệp lực mở ngọt A lại gia thức và mạt na thức đóng ngọt, được xem là người giữ kho và cái kho tích trữ tạo thành nghiệp lực. Theo kinh Nguyên Thủy, nghiệp lực không có thức, tức là không có cái biết, do sự vô minh tương ưng nghiệp tái sanh luân hồi, chứ không có cái thức đi tái sanh. Các nhà duy thức học chỉ tưởng ra mà thôi, nên tưởng ra người giữ kho và cái kho đi tái sanh, mở ngọt mạt na thức và A lại gia thức đi tái sanh đóng ngọt. Sự thật trong kinh Nguyên Thủy dạy không có thức nào đi tái sanh luân hồi, chỉ có nghiệp thiện ác đi tái sanh mà thôi. Nghiệp thiện ác tức là do hành động nhân quả thiện ác tạo thành nghiệp. Kinh sách Phát Triển đã lầm lạc vì bị thế tục hóa, nên biến linh hồn mê tín trong dân gian thành thần thức, và khéo lý luận đặt tên là mạt na thức và A lại gia thức đi tái sanh luân hồi, để xây dựng thế giới linh hồn người chết, để sanh ra cái nghề tụng niệm. Nếu không có linh hồn thì các thầy đều thất nghiệp. Phật giáo Nguyên Thủy đã dạy trong thân người gồm có năm uẩn: một, sắc uẩn; hai, thọ uẩn; ba, tưởng uẩn; bốn, hành uẩn; năm, thức uẩn. Sắc uẩn còn gọi là sắc ấm, hoạt động gồm có sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, gọi chung là sắc thức. Khi một người sống bình thường, suy nghĩ, nói nín hay hoạt động, làm bất cứ một việc gì, nói bất cứ một điều nào hay suy nghĩ bất cứ một điều gì, thì sắc thức hoạt động, tức là nhóm sáu thức trong đó có ý thức hoạt động. Ý thức còn gọi là tri thức và tri kiến. Tưởng uẩn hoạt động khi nào lục thức ngưng hoạt động? Lục thức ngưng hoạt động là lúc chúng ta đang nằm ngủ chiêm bao. Trong giấc chiêm bao, chúng ta cũng nghe, thấy, biết, ngửi, cảm giác rõ ràng. Cái biết trong chiêm bao gọi là tưởng thức. Như vậy, tưởng thức và ý thức là hai thức chỉ giống nhau là cái biết. Nhưng cái biết này có thì cái biết kia dừng lại. Có đúng như vậy không quý vị? Thức uẩn hoạt động chỉ khi nào sắc uẩn và tưởng uẩn ngưng hoạt động. Muốn sắc uẩn và tưởng uẩn ngưng hoạt động thì phải nhập định thứ tư. Nhập định thứ tư là phải tịnh chỉ hơi thở. Khi tịnh chỉ hơi thở thì thức uẩn hoạt động. Thức uẩn hoạt động tức là tam minh. Tam minh gồm có túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh, tam minh còn gọi là tuệ. Tuệ tam minh là một cấp học thứ ba, cấp học cao nhất của Phật học. Phật giáo có ba cấp học gồm có giới, định, tuệ. Như vậy, Phật giáo không có mạt na thức và A lại gia thức. Có đúng như vậy không quý vị? Thọ uẩn là sự cảm thọ của ba thức. Khi các thức hoạt động thì thọ uẩn có mặt. Hành uẩn là sự hoạt động của ba thức. Khi ba thức hoạt động thì hành uẩn có mặt. Cho nên mạt na thức và A lại gia thức là tưởng tri của kinh sách Phát Triển tưởng ra, vốn để chia chẽ tâm thức con người ra nhiều mảnh. Đó là ý đồ làm lệch hướng của Phật giáo chân chánh, để biến tôn giáo Phật giáo thành một tôn giáo mê tín, đầy lý luận, đầy ảo giác tưởng tri. Tu sai hay đúng? Câu hỏi của Diệu Thành mở ngọt, minh cảnh đóng ngọt. Hỏi: kính thưa thầy, cứ theo lời thầy dạy con tu như vậy, thời gian sau thầy bảo rằng con tu sai thì con cũng hơi buồn. Đáp: đúng lời thầy dạy thì các con chỉ tu đúng được phân nửa, còn một phân nửa thì tu chưa đúng. Thầy bảo các con ăn ngủ và đọc cư cho nghiêm chỉnh,
thì các con lại không sống đúng. Ăn ngủ thì còn tạm được, độc cư thì không tròn. Cứ phóng tâm hết chuyện này đến chuyện khác. Từ khi về tu viện đến giờ, các con không sống độc cư, tự để tâm phóng dật, hội họp nhau nói chuyện, mà bảo rằng tu đúng thì đúng chỗ nào. Người mà không phòng hộ sáu căn, không chấp nhận sống độc cư, thì dù có tu ngàn kiếp cũng chẳng đi đến đâu được, chỉ hoài công vô ích mà thôi. Dày xả tâm, ly dục, ly ác pháp, thì các con lại ngồi thiền nhiều để ức chế tâm, như vậy có tu theo đúng lời thầy dạy không? Thiện hữu tri thức nhắc nhở cho mình tu tập, thì lại hờn dần oán trách, nói xấu, khiến cho thầy không muốn dạy ai cả. Vậy, có thể buồn thầy hay buồn chính bản thân con, không hành đúng theo lời dạy của thầy, đáng trách nơi con hay thầy? Các con tu tập không thấy trách nhiệm và bổn phận của mình khi về đây tu tập, chính là mục đích phải đạt được là tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ, là làm chủ sinh già bệnh chết và chấm dứt tái sanh luân hồi. Ý thức phân biệt và tỉnh giác, câu hỏi của Diệu Thành mở ngọt, minh cảnh đóng ngọt. Hỏi: kính thưa thầy, ý căn tức là não bộ cộng với thức điều khiển mắt, tai, mũi, miệng, thân ý sanh ra. Phân biệt mới có dục, do dục mới có tham, sân, si, phiền não. Tỉnh giác là đang sống với thức hay là trí? Tỉnh giác trong mọi hành động, việc làm, có phải đó là ý thức hay tri thức? Con chưa rõ cái nào là thức, cái nào là trí. Kính mong thầy chỉ dạy cho con hiểu. Đáp: ý căn tức là não bộ. Não bộ hoạt động tức là ý thức. Ý thức là một trong sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Thân tứ đại hoạt động nhờ sáu thức này nên gọi là sắc thức. Sáu căn tiếp xúc sáu trần sanh ra sáu thức. Sáu thức dính mắc sáu trần sanh ra dục. Từ dục sanh ra các ác pháp, mỡ ngọt, tham, sân, si, đóng ngọt. Do nguyên nhân này tạo, mỡ ngọt, tập hợp, đóng ngọt, ra muôn thứ khổ. Tỉnh giác, tức là ý thức không bị tưởng xen vào, chứ không phải tỉnh giác sống với thức, mà tỉnh giác là tỉnh táo trong các niệm, biết rõ ràng các niệm, không bị ảnh hưởng những sự hiểu biết sai lầm, ảo tưởng, hư tưởng của người khác. Không bị những hiểu biết do ngũ dục lạc sai bảo, cám dỗ và lôi cuốn vào ác pháp. Tỉnh giác trong mọi hành động và việc làm là ý thức đang sống trong hiện tại với các đối tượng và việc làm. Tỉnh giác là ý thức không bị mê mờ trước các pháp và bị lung lạc trước các cảm thọ do dục. Tỉnh giác là trí thức tỉnh táo sáng suốt. Trí thức tỉnh táo sáng suốt chính là chánh niệm. Chánh niệm tức là sự hiểu biết rõ niệm thiện niệm ác đó, biết rõ niệm thiện niệm ác đó là do tri thức. Tỉnh có nghĩa là bình tĩnh, giác có nghĩa là đang quan sát. Nó chỉ biết trong hành động đang làm và đang quán xét để phân loại hành động thiện hay ác. Cho nên tri thức là sự hiểu biết đã thấu suốt niệm thiện ác, nên thường ở trong chánh niệm. Tóm lại, trí không phải là thức, thức không phải là trí. Thức là sự hiểu biết, nhưng chưa có sự phân biệt. Còn trí là sự hiểu biết có phân biệt thiện ác rõ ràng. Trí tức là chánh niệm, còn thức là tỉnh thức, tỉnh táo, chứ chưa có trí tuệ tâm minh. Nếu trí hiểu về tứ thiền, sinh là trí tuệ thuộc về tâm minh, còn trí hiểu về giới luật là tri thức trí tuệ, tri kiến giải thoát. Trí tuệ, tri kiến giải thoát, tức là tri kiến tỉnh thức thuộc về tri thức mà Đức Phật đã xác định trí tuệ, tri kiến như sau. Trí tuệ ở đâu thì giới luật ở đó. Giới luật ở đâu là trí tuệ ở đó. Trí tuệ làm thanh tịnh giới luật.
Giới luật làm thanh tịnh trí tuệ, ở đâu có trí tuệ thì ở đó có giới luật. Như vậy, trí tuệ của giới luật là tri kiến giải thoát, phải không các con? Ở đây, nếu các con hiểu rõ tri thức là trí tuệ tri kiến giải thoát do từ giới luật sinh ra, thì không còn hiểu lầm trí tuệ tâm minh do định sinh ra như Đức Phật đã dạy định sinh tuệ. Định niệm hơi thở, câu hữu với pháp hướng tâm, câu hỏi của Diệu Thành mở ngọt, minh cảnh đóng ngọt. Hỏi, kính thưa Thầy, con ngồi kiết già 30 phút, tu định niệm hơi thở, câu hữu pháp hướng tâm, ly tham sân si, vô ngã, vô thường, bất tịnh. Tu như vậy thời gian bao lâu hết tham sân si? Thân bị bệnh đau kinh niên, hướng tâm xả thọ có hết đau không? Đáp, tu định niệm hơi thở, câu hữu với pháp hướng xả tâm, ly dục ly ác pháp. Mà hỏi Thầy thời gian lâu mau thì các con nên tự hỏi mình tu hành, con có quyết tâm xả ly dục và ly ác pháp hay không? Còn thời gian tu tập lâu mau là do người tu tập có giữ gìn giới luật nghiêm túc hay không? Chứ hỏi Thầy thì làm sao xác định đúng được các con mãi phạm giới, ăn uống phi thời và phá giới hành độc cư, thì làm sao xác định được thời gian muốn tâm ly dục ly ác pháp nhanh chậm là còn tùy ở mức độ giữ gìn giới luật có nghiêm chỉnh hay không? Nếu có quyết tâm xả ly, từ bỏ dục và ác pháp, thì giới luật là thước đo cho sự tu tập nhanh hay chậm và thời gian ngắn hay dài. Ngược lại, không có quyết tâm xả ly, chỉ hướng tâm cũng giống như người niệm Phật tụng kinh cho hết thời công phu thì tu chẳng bao giờ xả ly được. Tu như vậy thì mất thì giờ vô ích, chẳng có kết quả gì, tâm nào tật nấy không bao giờ thay đổi. Khi có ý muốn tu tập xả tâm ly dục, ly ác pháp thì phải có quyết tâm xả bỏ. Ví dụ khi tâm khởi muốn ăn, thấy bụng đói mà chưa tới giờ ăn thì nhất định không ăn, đó là ly dục, đó là giữ giới. Còn ăn là không ly dục, không giữ giới. Tâm khởi muốn nghe băng hoặc lấy kinh sách ra đọc thì nhất định không nghe băng, không đọc kinh, đó là ly dục, đó là giữ giới. Còn nghe băng và đọc kinh thì không ly dục, không giữ giới, vân vân. Khi bị người khác chửi mắng mà nhục mình mà mình tức giận là không ly ác pháp, là không giữ giới. Còn không tức giận mà biết thương người chửi mắng mình là ly dục, ly ác pháp, là giữ giới. Dùng pháp hướng tâm là để pháp hướng tâm nhắc nhở tâm mình ly thì mình phải ly. Nếu mình không ly mà nhắc nhở thì cũng như nước đổ trên lá sen. Tu như vậy uổng công mà thôi. Pháp hướng tâm chỉ giúp ta thấm nhuần lý giải thoát để không chấp nhận dục và ác pháp. Đã không chấp nhận thì quyết định xa lìa. Do quyết định xa lìa thì tu rất nhanh. Còn tu lần khừng không quả quyết xa lìa thì tu chẳng có kết quả gì. Thân bệnh đau, muốn hướng tâm xả thọ cho hết đau thì người ấy phải thấu suốt lý nhân quả, không sợ chết. Không sợ đau bệnh thì pháp hướng tâm hỗ trợ, tâm người ấy không dao động và cảm thọ sẽ chấm dứt, không còn đau khổ. Còn người ấy sợ chết, sợ đau, hở ra một chút là cảm thấy đau khổ vô cùng, thì pháp hướng tâm không có hiệu quả, thọ không đẩy lui được. Đầu óc suy nghĩ lăng xăng, tâm khởi đi bác sĩ này, đi bác sĩ khác, uống thuốc này, uống thuốc khác, thì người ấy bệnh đau còn mãi mãi khó mà hết được. Dùng pháp hướng mà tâm dao động như vậy thì pháp hướng không kết quả. Người dùng pháp hướng là người phải có ý chí, phải có nghị lực mạnh mẽ. Khi hướng tâm thì giống như lấy đinh đóng cột, nhất định là tâm không dao động, quyết kiến quyết thắng. Có như vậy mới đẩy lui được bệnh khổ, có như vậy mới thấy pháp như lý tắc ý của Đức Phật rất màu nhiệm, mà trên đời này không có một pháp môn nào hơn được, một phương thuốc hay hơn được.
Pháp như lý tác ý của Đức Phật là một thần dược nếu ai biết sử dụng. Ngồi thiền nhập định, câu hỏi của Diệu Thành mở ngọt, minh cảnh đóng ngọt. Hỏi: Kính thưa Thầy, con được theo Thầy tu học nhiều năm, chỉ thấy Thầy làm việc nhiều để chúng rảnh rang tu học. Thầy thì chẳng thấy Thầy ngồi thiền nhập định ngày nào hết. Vậy sao mà Thầy nhập định tháng này qua tháng khác được? Đáp: Từ khi làm Phật sự giúp đỡ người tu, Thầy không có thời gian ngồi thiền nhập định một vài tháng, chỉ ngồi nhập định 1-2 giờ khuya để dưỡng sức, lo cho chúng. Tháng 8, cuối năm 1991, Thầy vào thất với chúng tu tập. Lúc bấy giờ, Thầy mới có dịp nhập định được 7 ngày và đến 15 ngày để làm gương cho chúng. Và cũng không còn có thì giờ nhập định lâu hơn, vì phải ở ngoài để lo sự tu tập của chúng. Lỡ chúng tu sai, điên khùng, Thầy chịu trách nhiệm nên không dám lơi lỏng. Nhưng đó là nhập định chơi cho quý Thầy biết mà thôi, chứ nhập định không phải tập ngồi nhiều, mà chỉ tập pháp hướng cho có hiệu quả để truyền lệnh nhập định, chứ không phải ngồi liêm diêm như con cóc từ giờ này đến giờ khác. Người tu thiền định muốn nhập định mà không tập luyện pháp hướng tâm, chỉ tập ngồi thiền cho nhiều thì sẽ nhập định con cóc, chứ không có nhập định nào được cả. Vì thiền định của Phật từ giới sinh ra định, chứ không phải từ định sinh ra định. Người muốn nhập các định thì tu tập pháp như lý tác ý, mở ngọt, hướng tâm, đóng ngọt mới điều khiển nhập được các định, bởi vì các loại định đều có sự tịnh chỉ các hành trong thân khác nhau như sau. Thứ nhất, sơ thiền tịnh chỉ ngôn ngữ. Thứ hai, nhị thiền tịnh chỉ tầm tứ. Thứ ba, tam thiền tịnh chỉ tưởng, mở ngọt, thủy đóng ngọt. Thứ tư, tứ thiền tịnh chỉ hơi thở. Người tu tập pháp hướng tâm chỉ cần ra lệnh tịnh chỉ trạng thái nào hoặc hành tướng nào ở định đó, thì trạng thái hay hành tướng ở định đó liền tịnh chỉ, mở ngọt, ngưng, đóng ngọt, nhập vào định đó. Đừng hiểu lầm là phải tập ngồi thiền cho nhiều, ngồi nhiều từ từ sẽ nhập định này rồi đến định khác. Đó là người không hiểu thiền định. Thiền định không thể tu tập nhập theo kiểu đó được. Tu tập theo kiểu đó chỉ rơi vào các loại tà định, mở ngọt, tưởng định, đóng ngọt. Tu như vậy chẳng ích lợi gì, không bao giờ làm chủ sanh già bệnh chết được, mà ngược lại chỉ nuôi thiền miệng, thiền lưỡi, chỉ nhập thiền tưởng. Điều quan trọng của sự tu tập thiền định là phải tu tập xả tâm diệt ngã, ly dục, ly ác pháp. Nhờ đó tâm thanh tịnh mới chỉ tịnh chỉ được các hành, thì mới nhập các định, nhất là nhập tứ thiền, hơi thở phải tịnh chỉ. Do đó, an trú trong định 1-2 ngày rất dễ dàng, mà không thấy đau nhức, mỏi mệt gì cả. Khi tập luyện pháp hướng có đạo lực, thì hành giả nhập định lúc nào cũng dễ dàng và nhập bao lâu cũng được, tùy theo loại định. Vì thế Đức Phật mới gọi là định như ý túc. Cho nên, khi tâm ly dục, ly ác pháp xong thì mới tu tập thiền định. Còn tâm chưa ly dục ly ác pháp mà tu thiền định thì đó là thiền cốc, thiền ngồi, thiền tưởng. Cho nên muốn tu tập nhập định cho đúng thiền của Phật giáo như trên đã nói, thì phải tu tập giới luật và giữ gìn giới hành cho nghiêm chỉnh, không hề vi phạm một lối nhỏ nhặt nào thì mới nhập định được. Rất mong quý vị hiểu cho. Tiếng kêu cứu giữa biển khơi, câu hỏi của Diệu Thành mở ngọt, minh cảnh đóng ngọt. Hỏi: Kính thưa Thầy, Thầy dạy không có thế giới siêu hình, sao có người vượt biển chỉ còn thấy trời nước mênh mông, không biết đường nào đi cả, quá sợ hãi trước cái chết giữa biển khơi, nên mọi người đều niệm Quan Thế Âm Bồ Tát nhờ Ngài cứu khổ và dẫn đường, thế mà đã vượt qua tai nạn. Những người này họ thuật lại khi ra giữa biển lúc ban đêm, nhiều tiếng kêu cứu, cho lên tàu, đòi đi với.
Có người bệnh đi bệnh viện, bác sĩ cho uống thuốc không hết, là chỉ nghe lời dạy của mấy ông thầy cúng, địa lý, dời mã đi chỗ khác thì hết bệnh. Theo những điều trên đây, con tự nghĩ, không có thế giới siêu hình, đối với người đã tu chứng vì đã vượt qua cảnh giới tưởng, còn những người phàm phu còn sống trong tưởng thì phải có thế giới siêu hình, cho nên không thể trả lời đúng hay không, thưa Thầy, xin Thầy chỉ dạy cho con rõ. Đáp, tiếng kêu cứu giữa biển khơi không phải là những linh hồn người vượt biên chết giữa biển, mà tiếng kêu thanh tưởng trong tâm của mọi người đang quá sợ hãi, đang gặp tai nạn trên biển, thì tưởng của họ phát ra tiếng kêu cứu khiến cho sự khiếp đảm của họ lại càng khiếp đảm hơn. Lúc bấy giờ, mọi người trước cái chết quá khiếp đảm, không còn biết nương tựa vào đâu, chơi vơi, vì thế mọi người trên tàu đặt hết trọng tâm, nương tựa và an ủi tinh thần của mình, nhất là từ lâu đã được nghe về Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ của nàng. Do đó, chẳng ai bảo ai, mọi người đều tự động dồn hết lòng tin bám vào chiếc phao Đức Quan Thế Âm, nên đã trở thành một sức lực rất mạnh to lớn, mở ngọt gọi là tín lực, đóng ngọt. Nhờ tín lực của mọi người dẫn đường thoát nạn hoặc gây tàu hư hỏng mà nước không tràn vào. Chúng ta không hiểu điều đó nên cho rằng có Đức Quan Thế Âm Bồ Tát gia hộ cứu nạn. Sự thật không phải vậy, mà là nhân quả của chúng ta chưa hết nên khiến trước cảnh quá khiếp đảm, lòng tin của chúng ta tập hợp trỗi dậy thành một tín lực dẫn dắt chúng ta thoát nạn mà thôi. Chúng ta có biết bao nhiêu người vượt biên đã chết giữa biển khơi, họ phần đông là Phật tử, chắc làm sao họ cũng biết được Quan Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát cứu khổ cứu nạn do các kinh sách phát triển dựng lên và gieo rắc vào tư tưởng của họ. Trước những giờ phút sắp chết, chắc họ sợ lắm nên niềm Quan Thế Âm không dứt. Thế sao họ lại chết? Tại sao Quan Thế Âm không cứu khổ họ mà lại cứu những người khác? Kẻ sống thì nhờ niềm Quan Thế Âm cứu khổ, còn kẻ chết cũng niềm Quan Thế Âm lại không cứu khổ. Người vượt biên mà thoát nạn là nhờ nghiệp thiện chứ không phải nhờ ai cứu khổ. Vì cứu khổ như vậy là một việc làm phi đạo đức, tạo nhân ác phải gặt lấy quả khổ tai nạn đi đến tử vong. Tạo nhân ác mà cố trốn tránh quả khổ là một việc làm vô đạo đức. Ngồi biển khơi, tiếng kêu của loài cá heo, cá ong rên rỉ. Nếu người quá sợ hãi thì tiếng kêu ấy trở thành tiếng ma kêu quỷ khóc, chứ không phải linh hồn người chết oan kêu gọi. Dời mồ mả mà hết bệnh, tức là nhân quả thiện của cả hai người. Một là người bệnh, hai là của ông thầy. Nhân duyên của nhân quả, gia duyên dời mã, hết bệnh. Thường trong đông y có nói phước chủ may thầy, hay sách đông y có câu vận bỉ hoài sơn năng sát chúng, thời lai bạch thủy cứu nhân gian. Ở đây chúng ta phải hiểu không phải vì dời mã mà hết bệnh, mà do phước của người bệnh sắp hết nên gặp cái mây của ông thầy cúng chỉ vạch mê tín mà hết bệnh. Ấy cũng là duyên nhân quả giữa ông thầy và người bệnh ở tiền kiếp. Người tu theo đạo Phật phải tin sâu nhân quả, vì con người sinh ra từ nhân quả, sống trong nhân quả và chết trở về nhân quả, thì mỗi sự việc xảy ra trong cuộc sống này đều do nhân quả. Nếu ta biết cứu mình thoát tai nạn bệnh tật thì luôn sống trong mọi hành động thiền, không làm khổ mình khổ người, thì không có bệnh tật tai nạn nào mà không qua được. Tin nhân quả thì thế giới siêu hình không có. Thế giới siêu hình không có thì không có sự mê tín dị đoan và không ai lường gạt mình được. Tin nhân quả, tai nạn, bệnh tật đến, tâm bất đồng không hề sợ hãi, nhờ đó mà tai nạn, bệnh tật đều qua. Tin nhân quả sẽ mang cho ta một tâm hồn giải thoát an lạc, thanh thản yên vui, hạnh phúc của cuộc sống. Tin nhân quả sẽ không làm khổ mình khổ người, mang lại hạnh phúc cho mình, cho người. Tạo thế gian này là cảnh thiên đàng cực lạc. Ngược lại,
Người không tin nhân quả thì thiếu đạo lý công bằng, thường sống trong cảnh thế giới siêu hình, cúng bái cầu khẩn van xin, mê tín dị đoan, lạc hậu phi đạo đức, thường làm khổ mình khổ người, tạo cảnh sống thế gian thành cảnh địa ngục. Tóm lại, tất cả những chuyện ma quái xảy ra đều do năng lực tưởng tạo ra, chứ không có ma quái thật sự bên ngoài, mà chỉ có ma quái bên trong của mọi người do tưởng ấm của họ tạo ra. Vì thế, Đức Phật gọi là ngũ ấm ma. Trong ngũ ấm ma gồm có 5 loại ma: 1. Sắc ấm ma, 2. Thọ ấm ma, 3. Tưởng ấm ma, 4. Hành ấm ma, 5. Thức ấm ma. Sắc ấm ma gồm có tất cả các bệnh nơi thân, tất cả các dục nơi tâm. Thọ ấm ma gồm có các cảm thọ nơi sắc uẩn, nơi tưởng uẩn, nơi tâm uẩn. Tưởng ấm ma gồm có 18 loại hỷ tưởng ma. Hành ấm ma gồm có các hành nơi thân, nơi tưởng và nơi tâm. Thức ấm ma gồm các ma của thức ấm. Cho nên trong 5 loại ma này thường tác động vào nhiều điều đau khổ. Những ai tìm đường tu hành cầu giải thoát, đó là 5 loại ma ngũ ấm trong thân tâm của mỗi con người, chứ không có thế giới ma bên ngoài. Xin quý vị lưu ý, muốn biết thế giới linh hồn của con người có hay không thì nên đọc Đường Về Sư Phật tập 3 bộ mới sẽ rõ. Thời khóa tu, câu hỏi của Diệu Thành mở ngọt, minh cảnh đóng ngọt. Hỏi: Kính thưa Thầy, hiện nay chỉ có buổi khuya con ngồi tu định niệm hơi thở 30 phút gồm 6 thức và hơi thở vào tụ điểm, không thấy nặng đầu và mệt nữa. Nếu bỏ qua lâu ngày không tu gom tâm sẽ mất tụ điểm, xin Thầy chỉ dạy cho con rõ. Mỗi ngày buổi sáng và chiều ngồi 30 phút tu định niệm hơi thở câu hữu pháp hướng tâm để xả tham sân si mạn nghi. Pháp tứ chánh cần, con nhớ luôn luôn ngăn pháp ác, diệt pháp ác trong tâm và kiểm soát tâm mình rất kỹ để xả và diệt ác pháp. Liền, con tu như vậy có được không? Hiện giờ con muốn tu xả tâm cho rốt ráo như lời Thầy dạy, nhưng thời khó phải tu như thế nào? Đáp: Theo lời khuyên của Thầy, tuổi con cũng già yếu, nay đau mai ốm không chừng. Từ trước con đã tu pháp ức chế tâm, nên tâm không có xả tham sân si, vì thế tới nay vẫn chưa viên mãn giải thoát. Trải qua một thời gian dài tu tập pháp môn ức chế tâm là một bài học kinh nghiệm sống, pháp nào tu có giải thoát, pháp nào tu không giải thoát. Con đã biết tất cả mùi vị cay đắng ngọt bùi của các pháp môn, của kinh sách phát triển và kinh sách các tổ sư thiền. Bây giờ là lúc con trở về với pháp môn của Phật. Ngày đêm con chia làm 4 thời. Mỗi thời tùy theo sức khỏe, thời gian còn lại của con thì phải tu tập cho hợp với đặc tướng. Thời công phu nào con cũng câu hữu với pháp hướng tâm, ly tham đoạn diệt và ác pháp. Luôn luôn phải giữ tâm sống một mình, không lý luận thuyết pháp cho ai hết, mà phải lo cứu mình trước đã, sống luôn luôn để tâm hồn thanh thản an lạc, trầm lặng độc cư. Tới giờ đi xin cơm để ăn, hết giờ ngồi chơi và tu tập xả tâm. Cứ tu như vậy, thời gian ngắn con sẽ thấy kết quả, tâm sẽ không phóng dật. Tâm không phóng dật là tâm giải thoát hoàn toàn thanh tịnh, tức là tâm ly dục, ly ác pháp. Đến giờ phút lâm chung, con sẽ nhẹ nhàng và tự tại, không còn đau khổ nữa. Nếu pháp hướng tâm có đạo lực, con chủ động điều khiển theo ý muốn của mình, đi tái sanh chứ không bị nghiệp lực dẫn đi. Nói như vậy, chứ tâm không phóng dật là không còn tái sanh, tâm không phóng dật là niết bàn chứ không phải còn niết bàn nào khác nữa. Điều quan trọng nhất là con nên xả tâm, còn tụ điểm gom tâm không có mất đâu mà con sợ. Chỉ cần con cố gắng tu tập để có đạo lực của pháp hướng tâm thì mọi sự làm chủ đời sống của con hoàn toàn chủ động. Tụ điểm không quan trọng đâu, có hay không có cũng không sao. Tụ điểm gom tâm chỉ là giai đoạn mới tu mà thôi, còn hiện giờ chỉ có xả tâm cho thật sạch là quan trọng. Vì chính xả sạch sẽ,
chứng đạt chân lý. Đề tài thiền quán, câu hỏi của Diệu Thành mở ngoặc, minh cảnh đóng ngoặc. Hỏi: Kính thưa Thầy, nay con tu định niệm hơi thở không được, xin Thầy cho con một đề tài thiền quán để tâm chuyên nhất, cảnh mới trong thanh tịnh. Đáp: Muốn xin đề tài thiền quán để tâm chuyên nhất cảnh thì phải sống độc cư trọn vẹn mới thực hiện được đề tài thiền quán này, phải giữ gìn tâm không được phóng dật, sống đúng giới hành, đời sống thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ thì mới tu tập đề tài thiền quán này từng phút từng giây, hàng ngày ngăn ác diệt ác thì kết quả sẽ nhập được bốn thiền và thực hiện được tâm minh, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức. Muốn được vậy, con nên tu tập xả tâm vô lượng, có nghĩa là tất cả các niềm sinh khởi trong tâm cũng như các cảm thọ nơi thân, thì con nên dùng tri kiến hiểu biết, chánh kiến và định niệm hơi thở xả sạch và đẩy lui các bệnh khổ. Đó là xả tâm rốt ráo. Khi xả tâm rốt ráo thì tâm sẽ được định tĩnh, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, dễ sai khiến, thì lúc bấy giờ con sẽ thực hiện được tứ như ý túc. Và như vậy con làm chủ sự sống chết và chấm dứt luân hồi dễ như trở bàn tay. Đừng mất hy vọng. Câu hỏi Diệu Thành mở ngoặc, minh cảnh đóng ngoặc. Hỏi: Kính thưa Thầy, theo lời Thầy dạy, thân định trên tâm định trên thân, tức là nhập tứ thiền. Như vậy, cơ thể con bây giờ không làm được điều đó, xem như đời sống của mình vô dụng. Bây giờ con về thấp, phát nguyện giữ gìn sống đúng giới luật, thà chết trên giới luật, không hề vi phạm và bể vùng giới luật. Thỉnh thoảng con về thăm Thầy và chúng huynh đệ, nhờ Thầy ban bố cho những lời pháp bảo sách tấn để thời gian còn lại con cố gắng tu hành cho đến hơi thở cuối cùng. Đáp: Giới luật nghiêm túc, thà chết không vi phạm, đó là con đã thân định trên tâm, tâm định trên thân, tức là con đã nhập tứ thiền rồi. Sợ e giới luật không nghiêm chỉnh thì dù con có đủ sức ức chế tâm, con cũng chẳng nhập được. Con đừng bi quan mà phải cố gắng tu xả tâm. Chỉ một thời gian tâm con như cục đất thì tứ thiền nhập như trở bàn tay. Sợ e con xả tâm không được mà thôi. Phải bền chí cố gắng xả tâm, đó là chánh pháp thiền định của Phật. Con nên nhớ kỹ mà tu cho đúng. Không trễ đâu, đừng mất hy vọng. Hằng ngày cố nhớ xả tâm, chỉ có bền chí là thành công, chấm dứt cuộc đời người đau khổ, không còn tái sanh luân hồi nữa. Xả tâm rất dễ con à, chỉ ngồi chơi không làm gì hết. Có niệm thì dùng câu tác ý mà xả, có thọ thì dùng định niệm hơi thở mà đẩy lui các cảm thọ. Như vậy, ngày nào cũng tu tập như vậy thì tâm con sẽ thanh thản, an lạc và vô sự, tức là tâm con không phóng dật, tự tại ra đi. Câu hỏi của Diệu Thành mở ngoặc, minh cảnh đóng ngoặc. Hỏi: Kính thưa Thầy, sao Thầy tự tại ra đi? Cốt Diệu Quang có tự tại hay không? Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con rõ. Đáp: Thầy luôn nhắc nhở cô Diệu Quang cố gắng tu tập để xả tâm, bởi vì cô cũng đang trên đường tu tập với các con. Theo Thầy thiết nghĩ, trên đường tu tập muốn xả tâm cho thật rốt ráo thì các con phải thường dùng định vô lậu, quán xét duyên nhân quả của mình. Ai nói xấu các con không thù hờn họ và ghét bỏ họ. Ai làm các con đau khổ, các con xả bỏ tâm đau khổ để cứu mình không còn khổ đau. Dù họ đối xử với các con tàn nhẫn, nhưng các con vẫn đối xử và thương yêu họ khi họ gặp tai nạn. Mặc họ đối xử với các con như thế nào cũng được, chơi cũng được, khen cũng được, các con chẳng vui, cũng chẳng mừng, chỉ lo tâm mình thanh thản và thương yêu mọi người. Các con làm việc và sống cho mọi người, nhưng các con có giữ tâm mình luôn thanh thản an lạc, không để bị đối cảnh chi phối khiến tâm các con đau khổ, thế là đủ lắm rồi. Theo Thầy nghĩ, tâm Phật toàn thiện, mở ngoặc, sơ thiền, trung thiền, hậu thiền, đóng ngoặc, thì tâm các con cố gắng tu tập như vậy mà thôi. Phật dạy, thân thứ đại này giả hợp,
do duyên đất nước gió lửa mà thành, không có gì của các con cả. Cho nên sự tu tập làm chủ nó để tâm thấy được Phật giáo không dối người, phải không con? Theo thầy nghĩ, mọi việc khổ đau của con người trên đời này đều do hành động ác của họ, là làm khổ mình khổ người. Vì thế tu theo đạo Phật là tu tập hành động thân miệng ý thiện, là tạo quả giải thoát cho kiếp người hiện tại và mai sau không còn khổ đau. Tu tập gọi là làm chủ nhân quả, tức là làm chủ hành động thân khẩu ý của mình, đừng làm khổ mình khổ người và làm khổ tất cả chúng sanh, là làm chủ sanh già bệnh chết của mình và cũng chấm dứt luân hồi. Dục không có, ác pháp cũng không có, thì cuộc sống là toàn thiện, là thánh nhân. Tâm sống như thánh thì sát thân tứ đại bất tình, sống chết mặc nó, có lợi gì mà ta chẳng có thân thánh nhân sao? Tâm thánh thì phải được sống trong thân thánh, vậy thân thánh nhân đâu phải là thân tứ đại. Hết duyên nhân quả, bỏ thân tứ đại này chắc chắn sẽ có thân thánh nhân. Vậy các con tu tập làm chủ thân tứ đại để làm gì, khi các con còn phải xả nhiều nữa để trở thành tâm thánh nhân thực sự? Thân tứ đại có làm chủ đó rồi cũng phải bỏ, vì nó là thân duyên hợp giòn bở không bền chắc. Theo thầy hiểu, đạo Phật mục đích là phải làm chủ được tâm, đừng để cho nó sai khiến mình chạy theo dục lạc mà sanh tâm ác. Cho nên giáo pháp của Phật dạy sơ thiền, trung thiền và hậu thiền là để điều khiển tâm quay về hành động thiền, tạo nhân thiền, sống thiền, hưởng quả thiền. Mà thiện thì không làm khổ mình, khổ người, thì đó là giải thoát khổ, đó là niết bàn. Nếu các con muốn làm chủ điều này cũng không phải dễ, phải sống cho đúng giới luật, phải biết xả tâm, diệt ngã, phải biết xa lìa lòng ham muốn của mình, phải nhận ra được các pháp ác. Được như vậy, không muốn làm thánh cũng phải làm thánh, không muốn giải thoát cũng phải giải thoát. Bây giờ, cô Diệu Quang cũng đang trên đường tu tập và xả tâm. Cô cũng rất cố gắng để xả các chướng ngại nơi tâm của mình và cố giữ gìn tâm bất động. Mục đích giải thoát của đạo Phật là tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ, đó là tâm thánh, thì còn tu cái gì nữa? Giải thoát được tâm là giải thoát được tất cả, cần gì phải tu tập ngồi thiền nhập định cho mệt. Làm chủ được tâm là làm chủ được tất cả, cho nên muốn nhập định nào thì nhập định rất dễ dàng, thì có gì phải tập thiền định cho uổng công. Tóm lại, chỉ có ly dục ly ác pháp là làm chủ tất cả, tức là tâm không phóng dật. Chúng ta nên nhớ lời Phật đã căn dặn chúng ta, ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật, muôn pháp lành đều nhờ đó mà sanh ra. Pháp hướng tâm. Câu hỏi của Diệu Thành, mở ngọt, minh cảnh đóng ngọt. Hỏi, kính thưa Thầy, pháp hướng tâm do tưởng thức hay do ý thức hay do tâm thanh tịnh mà có lực mạnh như vậy? Như con vừa tác ý, sáu thức gom vào hơi thở là có một cái lực vô hình gom vào rất mạnh. Còn tác ý, nhị thức nghe vào trong, nghe sự yên lặng của tâm, là ngay đó có một sức hút mạnh làm cho thân con rối loạn, các cơ ép trong tim mệt, chuyển động não đầu. Như vậy là do tưởng lực hay do cái gì mà nguy hiểm như thế? Xin Thầy chỉ dạy cho con rõ để con dùng pháp hướng cho đúng cách. Nếu không rõ mà tu pháp hướng thì rất là nguy hiểm cho tánh mạng. Đáp, đến giờ này con mới rõ được lực của pháp hướng siêu việt như vậy, nhưng con nên lưu ý. Thứ nhất, dùng ý thức tu tập pháp hướng tâm để xả tâm ly dục ly ác pháp thì không nguy hiểm cho người mới tu, và người mới tu chỉ được dùng pháp hướng tâm ly dục ly ác pháp mà thôi, chứ không được dùng tịnh chỉ, vì dùng tịnh chỉ sẽ rơi vào các trạng thái tưởng thì rất nguy hiểm. Thứ hai, ức chế tâm. Như các con tu tập dừng vọng tưởng mà dùng pháp hướng thì đó là tưởng lực của pháp hướng, chứ không phải ý lực của pháp hướng.
Tưởng lực này rất nguy hiểm cho người tu tập, nó sẽ làm rối loạn cơ thể, có khi bị bệnh rối loạn chức năng của cơ thể, có khi rối loạn chức năng thần kinh sinh ra điên khùng, rất nguy hiểm. Cần nên đề phòng cảnh giác. Người tu thiền định ở kế tâm như lục diệu pháp môn, sổ tức quan, tùy tức, kỹ tức, nhiếp tâm niệm Phật, tri vòng, tham công án, tham tuệ đầu v.v. không được dùng pháp hướng tâm. Thứ ba, tâm thanh tịnh, tức là tâm hết tham sân si thì mới được dùng pháp hướng tâm nhập định. Vì lúc này tâm rất định tĩnh, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, cho nên lúc này dùng pháp hướng để tu tập bốn định hữu sắc và tam minh. Vì lúc này tâm có đủ tứ như ý túc thì sự tu tập không còn khó khăn mệt dọc. Khi tâm chưa ly dục, ly ác pháp mà sử dụng pháp hướng để gom tâm, để tịnh chỉ các hành trong thân là một sự việc rất nguy hiểm. Như trên thầy đã nói, khi tâm chưa ly dục, ly ác pháp thì chỉ được quyền sử dụng pháp hướng tâm ly dục, ly ác pháp mà thôi. Chừng nào tâm ly dục, ly ác pháp xong thì mới được sử dụng pháp hướng tâm tịnh chỉ các hành trong thân thì mới không nguy hiểm. Người tu tà thiền, tà định dùng pháp hướng tâm là nguy hiểm tính mạng. Tốt hơn hết là dùng pháp hướng xả dục và ác pháp, dùng pháp hướng thư giãn thân tâm để trở về trạng thái bình thường, an lạc vô sự và thanh thản thì tốt. Chỉ khi nào tâm thanh tịnh hoàn toàn, không còn tham sân si mạn nghi nữa thì dùng pháp hướng tâm tịnh chỉ tầm tứ, gồm tâm tịnh chỉ tưởng thức, tịnh chỉ hơi thở và tịnh chỉ âm thanh, tịnh chỉ thọ vân vân. Lưu ý, khi tâm chưa hết tham sân si mạn nghi mà dùng pháp hướng tịnh chỉ là nguy hiểm cho tính mạng, cần nên tránh. Pháp hướng tâm là một pháp rất nhiệm màu, có một năng lực rất mạnh như một sức hút của đá 500. Trọng nam khinh nữ. Câu hỏi của Liễu Tâm hỏi: kính thưa thầy, có người nói theo kinh Phát Triển, người nam có bảy báo kể từ khi mới sinh ra đời, còn người nữ thì không có báo nào. Do vậy mà người nam giới lúc nào cũng hơn hẳn phụ nữ trong bất kể lĩnh vực nào, và trong bất kỳ người nam giới nào cũng có bảy báo đó. Thưa thầy chỉ dạy cho con việc trên có đúng không? Đáp: không đúng. Kinh sách Phát Triển là kinh sách tưởng triển khai pháp tưởng trong bối cảnh phong kiến trọng nam khinh nữ, mới cho người nam có bảy báo và người nữ không có báo nào. Đây là sự bịa đặt của vua quan phong kiến. Con người nam cũng như nữ từ nhân quả sinh ra thì luật nhân quả công bằng, không thể nam ưu tiên hơn nữ được. Người ta đã khôn khéo gieo vào đầu óc người nữ một sự thấp hèn, từ đó người nữ cũng tự thấy mình thấp kém. Nhưng xét cho cùng, người nữ cũng thông minh, đâu kém người nam. Người nữ cũng năng nổ làm việc, cũng đâu thua kém người nam chỗ nào. Về tu tập thì người nữ cũng tu tập chứng quả A-la-hán, giải thoát hoàn toàn như người nam, có thua kém chỗ nào đâu. Đạo Phật là đạo bình đẳng, dựa trên nền tảng đạo đức công bằng và công lý của đạo đức nhân quả của xã hội loài người, thì người nam và người nữ phải được hưởng quyền bình đẳng như nhau. Từ những chế độ bộ lạc đến những chế độ phong kiến, đế quốc, vân vân, phân chia bốn giai cấp, cho đến việc trọng nam khinh nữ của đất nước Ấn Độ bây giờ, Đạo Phật ra đời xóa sạch bốn giai cấp trong xã hội đó và nâng cao sự bình đẳng nam nữ. Vì thế Đức Phật chấp nhận cho giới nữ xuất gia và thành lập giáo đoàn nữ do bà Di Ái làm trưởng đoàn. Đọc trong Trưởng Lão Ni Kệ, chúng ta thấy những bậc thánh ni đâu có thua kém gì những bậc thánh tăng. Họ đều chứng quả A-la-hán rất nhiều, cho nên nam cũng như nữ không thua kém nhau, mở ngọt. Nam nữ tu hành đều thành Phật như nhau cả, đóng ngọt. Trong khi
Giới luật của kinh sách phát triển có bịa ra câu chuyện trọng nam khinh nữ rõ ràng như sau. Khi bà Maha Ba Xà Ba Đề cùng với 500 người nữ dòng họ Xá Di đến xin Đức Phật cho xuất gia, Đức Phật không chấp nhận, phải đợi ông A Nan đến xin mới cho và còn đặt ra bát kính pháp. Đó là một điều phỉ báng đạo Phật, trọng nam khinh nữ của các kinh sách phát triển lồng vào để biến Phật giáo cũng giống như giáo pháp của bà La Môn trọng nam khinh nữ. Trong lúc hàng đệ tử của Phật xuất gia, thánh tăng và thánh ni không thua kém nhau, bên nào cũng có nhiều người tu hành xuất sắc và đều chứng quả A-la-hán giải thoát như nhau. Và cũng trong kinh giới phát triển, khi Đức Phật cho người nữ xuất gia thì tuyên bố nếu cho người nữ xuất gia thì đạo Phật chỉ trụ thế có 500 năm thay vì 1.000 năm. Đó là những điều do các tổ bị đặt nói sai không đúng sự thật, làm cho Phật giáo mất niềm tin và sự công bằng bình đẳng đối với con người trên hành tinh này. Chúng tôi không tin lời này là Phật dạy, vì chúng tôi biết đạo Phật ra đời là ban bằng 4 giai cấp trong nước Ấn Độ. Giai cấp cùng đinh nhất còn được Đức Phật chấp nhận dạy cho tu hành thành chánh quả, đó là ông Ca Chuyên Viên. Trong thời đại chúng ta, nếu xét kỹ thì kinh sách phát triển đã làm mất uy tín Phật giáo rất nhiều. Từ những lời dạy mê tín phi đạo đức đến những dự đoán về tương lai đều không đúng sự thật. Từ việc trọng nam khinh nữ rõ ràng cho nam giới có 7 báo, nữ không có. Trong khi Đức Phật dạy, thân người nam cũng như người nữ đều bất tịnh, uế trược, hôi thối. Vậy mà có 7 báo là như thế nào? Vậy mà cho người tu thiền có xá lợi là như thế nào? Thời Đức Phật, nam nữ tu hành chứng đạo không thua kém nhau. Thời nay, tăng sĩ tu hành cũng chẳng chứng đắc được những gì. Thế mà bảo rằng có 7 báo, 7 báo chỗ nào? Toàn là tăng ni phá giới phạm giới, hiện giờ đi tìm một vị tăng sĩ giới luật nghiêm chỉnh rất khó. Còn nữ hiện giờ tu hành cũng chẳng chứng đắc, cũng như nam. Nam chạy theo danh lời, thì nữ cũng chạy theo danh lời. Nam cất chùa to thấp lớn, thì nữ cũng cất chùa to thấp lớn. Nam được tấn phong hòa thượng, nữ cũng được tấn phong sư trưởng, mở ngọt tương đương với chức hòa thượng đóng ngọt. Nam nữ đều y như nhau, tại sao bảo nam có 7 báo mà nữ không có? Đó là một điều nói sai. Luật nhân quả là phải có luân hồi, có luân hồi thì phải có sanh tử, sanh tử thì phải có giống đực giống cái, có giống cái giống đực thì mới có sanh tử luân hồi, tức là có nhân quả. Vì thế đạo Phật ra đời dạy người làm chủ nhân quả. Làm chủ nhân quả tức là bình đẳng, công lý và công bằng. Có công lý công bằng thì sao lại nam trọng nữ khinh? Nghe tên kinh sách phát triển cũng đã biết rằng không bình đẳng, mở ngọt có đại thì phải có tiểu, đóng ngọt còn chỗ nào là bình đẳng được nữa, phải không quý vị? Chúng ta không trách kinh sách phát triển, mà chỉ biết kinh sách phát triển là một sản phẩm của thời đại phong kiến của giai cấp nam trọng nữ khinh, chứ không phải của Phật giáo. Vì Phật giáo là một tôn giáo bình đẳng ra đời, đem lại nền đạo đức nhân bản nhân quả cho loài người, đem lại sự bình đẳng nhân quyền của mọi con người trên hành tinh này, thì nam nữ phải được xem bình đẳng như nhau. Cho nên tất cả sự phân chia giai cấp trọng nam khinh nữ của nó đều ban bằng. Nén tâm hương, câu hỏi của Liễu Tâm. Hỏi kính thưa thầy, hôm quy y lễ thọ giới, trong đạo tràng có một vị bảo rằng thắp hương lên để cho trang nghiêm, xong có một vị lại bảo trong băng thầy giảng không thắp hương vỏ cây, như vậy con ở giữa không biết theo ai bây giờ, cuối cùng con phải bị lôi cuốn để làm theo đa số, tâm còn phàm phu, mở ngọt thắp hương đóng ngọt, và như vậy con tùy thuận như thế có phạm vào đâu không, xin thầy chỉ giáo cho con. Để sau này có pháp nào tương tự chúng con còn biết tùy thuận. Đáp: cây hương bằng vỏ cây đang sâu vào lòng người, trở thành phong tục văn hóa truyền thống của dân tộc. Biết đó là sai, là mê tín, là không thật,
nhưng muốn bỏ nó không phải là một việc dễ làm. Cũng như chúng ta biết tham sân si là khổ, là ba thứ độc của con người, muốn dẹp bỏ nó không phải là một việc dễ. Nó còn hơn gấp trăm ngàn lần cây hương vỏ cây. Thế mà cây hương vỏ cây chúng ta bỏ còn chưa được, thì tâm tham sân si bỏ nó đâu phải dễ sao? Thế đã biết cái sai, cái bị cái khác lợi dụng lòng mê tín mà lường gạt chúng ta, vậy mà chúng ta không mạnh dạn quyết tâm dứt bỏ. Huống là cái tâm tham sân si muôn đời trong thân chúng ta thì làm sao xả ly được. Cây hương vỏ cây xả ly không được, nó ở bên ngoài chứ đâu có ở trong tâm. Bởi vậy tu theo đạo Phật, ta mới thấy rõ được tâm con người yếu đuối, biết cái sai mà không dám bỏ, không dám sửa. Cho nên Phật dạy, những gì dứt bỏ thì nên dứt bỏ. Đâu phải thắp cây hương vỏ cây mà Phật chứng giám lòng của chúng ta, mà chính chúng ta đã về đây tụ hợp với lòng thành. Chỉ ngồi lắng nghe lời thầy giảng về tam quy ngũ giới cũng đủ là thắp nén hương lòng. Dù nơi đây không phải là một ngôi chùa kiến trúc kiên cố, đồ sộ vĩ đại, tường cao Phật lớn, dù nơi đây chỉ là một chòi tranh vách lá, nhưng tâm thành các con tụ họp về đây nghe lời giảng nói tam quy ngũ giới là các con đã tự mỗi người đã thắp nén hương lòng trang nghiêm trước Phật đài vô hình. Đối trước tượng Phật, chúng ta giữ im lặng, thân tâm hướng về tượng Phật, đó là ta đã thắp nén hương lòng cúng dâng lên mười phương chư Phật. Chúng ta giữ gìn giới luật không hề vi phạm một lỗi nhỏ, không bể vụng giới, lấy giới phòng hộ sáu căn, sống đời thiếu dục tri túc, là ta đã thắp nén hương lòng cúng dâng lên chư Phật. Hằng ngày ta sống trong đạo đức nhân quả, không làm khổ mình khổ người và khổ chúng sanh, thì đó là ta đã thắp lên nén hương lòng cúng dâng chư Phật. Sống ngăn ác diệt ác bằng pháp môn tứ chánh cần, thường sanh khởi thiện pháp trong tâm, tăng trưởng thiện pháp, tâm hồn thanh thản an lạc, là ta đã thắp nén hương lòng cúng dâng lên chư Phật. Sống trầm lặng độc cư, luôn luôn tu tập chánh niệm tỉnh giác, thường khắc phục tâm ly dục ly ác pháp, đó là ta đã thắp nén hương lòng cúng dâng lên mười phương chư Phật. Sau này trong các buổi lễ họp, các con mạnh dạn dứt khoát làm đúng theo lời Phật dạy, đừng làm theo thói quen đã bị ảnh hưởng của ngoại đạo, phải sửa lại tu tập cho đúng theo đạo Phật thì chẳng có lỗi, còn tu tập theo ngoại đạo là có lỗi với Phật giáo. Tùy thuận là tùy thuận thiện pháp, không thể tùy thuận ác pháp, không thể tùy thuận những điều sai trái, không thể tùy thuận những điều mê tín lạc hậu, không thể tùy thuận theo pháp của ngoại đạo mà dìm mất chánh Phật pháp. Người tu sĩ đệ tử của Phật sống rất tùy thuận, nhưng lại rất cương quyết mạnh mẽ, đập phá những cái sai. Ai có tu đúng, tu được thì nhờ, còn không tu được thì làm người cư sĩ, chứ mặc chiếc áo tu sĩ mà tu theo ngoại đạo, khiến mọi người nghi ngờ và khinh chê Phật giáo thì không được. Đừng để một số người đông đảo làm hình tướng tu tập mà tu tập sai, không đúng lời Phật dạy. Những người tu tập phá giới phạm giới như vậy thì chúng ta không chấp nhận, yêu cầu giáo hội Phật giáo và ban tôn giáo dùng mọi biện pháp bắt buộc những người này hoàn tục đạo Phật. Còn có người tu thì phải có người tu xứng đáng, phải tu đúng giáo pháp của Phật. Còn lấy số đông mà tu sai làm sai thì đừng nên có đạo Phật. Có mà chẳng ra gì thì chẳng nên có. Đời chẳng giống đời, đạo chẳng giống đạo. Đạo Phật như vậy nên dẹp đi cho xong, đừng để lợi dụng đạo Phật lừa đảo người. Đạo Phật không cần đông người, chỉ cần một người giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, sống trong thiện pháp, không làm khổ mình khổ người, không lường gạt, không gây mê tín, không nói ba hoa, thì đạo Phật như vậy mới có lợi ích thiết thực cho con người. Sau này cái gì các con đã học được đúng chánh pháp của Phật thì phải thực hiện cho đúng, truyền cây hương vỏ cây bên ngoài thân tâm,
mà các con còn xả không được thì làm sao xả tâm tham sân si được mà tu theo đạo Phật? Không xả tâm tham sân si mà tu theo đạo Phật thì rất uổng công. Ngày xưa Đức Phật đã đập phá 4 giai cấp ở Ấn Độ và đem lại quyền bình đẳng nam nữ trong thời nước Ấn Độ xa xưa còn lạc hậu, còn mê tín dị đoan rất nhiều, mà Ngài còn làm được huống là chúng ta bây giờ. Bây giờ dân trí có sự hiểu biết càng cao, khoa học tiến triển đã phục vụ loài người đầy đủ vật chất và tiện nghi cho đời sống. Sự việc xảy ra vừa rồi các con còn yếu kém, đôi mắt nhân hóa chưa sâu, chưa vượt khỏi phong tục tập quán lạc hậu, còn mang đầy tính chất mê tín. Những gì học được của Phật ta hãy quyết tâm áp dụng làm cho bằng được, chính là ta đã tự cứu mình thoát khổ. Nên Đức Phật dạy: dừng lại thì chìm xuống, đi tới thì trôi dạt, chỉ có vượt qua. Chúng ta nên vượt qua những điều sai trái làm hao tốn tiền của một cách nhảm nhí như cây hương, vỏ cây,